Vâng, em Việt xin lời chào đến các bác nhà mình cùng quay trở lại với kênh mua bán và trao đổi xe đã qua sử dụng. Việt xin chất với hotline tư vấn là 0947 59 8859. Ngày hôm nay thì showroom của em Việt tiếp tục mang tới cho các anh chị ta cùng tham khảo với một mẫu xe gầm cao, dáng đẹp, trang bị nhiều tính năng công nghệ. Đặc biệt là với một cái mức giá bây giờ chúng ta bỏ ra cho chiếc xe này, nó chỉ hơn một chiếc Vios có tí tiền thôi. Khi mới các anh chị ta phải bỏ ra với một cái mức giá lên tới hơn 1 tỷ thì các bác mới có thể lăn bánh được một chiếc Hyundai Tucson phiên bản cao cấp nhất 1.6 turbo ở trên đường. Thì ngày hôm nay với một cái mức giá chỉ khoảng hơn 600 là các anh chị ta đã có thể sở hữu cho em chiếc xe tuyệt đẹp này rồi. Tất cả tình trạng của chiếc xe này showroom bên em cam kết cho các bác là nguyên zin nguyên bản, không đâm đụng, không va chạm và bao check test chính hãng toàn quốc để các anh chị ta có thể là hoàn toàn yên tâm về chất lượng của chiếc Tucson phiên bản 1.6 turbo được sản xuất ở năm 2017. Vậy thì chi tiết chất lượng xe ra sao? Sau quãng thời gian sử dụng thì em Việt mời quý anh chị chúng ta yêu mến và quan tâm tới mẫu xe 5 chỗ gầm cao của thương hiệu Hyundai. Các bác hãy cùng dành một chút thời gian để cùng theo dõi và đánh giá tổng thể chất lượng chiếc xe này và xem liệu nó xứng đáng để anh chị bỏ tiền ra sở hữu cho mình hay không, quý anh chị nhé. Đầu tiên thì các bác có thể đi ngay giúp em vào cái phần đuôi phía sau thì các bác có thể thấy là kiểu dáng của Tucson thì rất hiện đại và trẻ trung. Xe được trang bị đuôi gió tích hợp đèn phanh trên cao, có gạt mưa cho kính phía sau. Đặc biệt là cụm đèn hậu phía sau thì các bác có thể thấy là nó được trang bị là full LED kết hợp với giải xi nhan là đèn halogen thôi. Như các anh chị có thể thấy một chiếc xe 2017 nhưng mà chủ nhân người ta đi là rất là giữ gìn này. Đấy, nên là xung quanh cái viền đèn nó không có một vết xước, không có một khe hở nhá. Các bác nhìn cho em ạ, cái độ đẹp của chiếc xe này. Từng cái đường khe này nó rất là liền lạc. Kể cả cái chi tiết ở vòng cua lốp giữa phần nhựa này. Đấy, các bác có thể thấy và phần thân xe các anh chị nhìn cho em nhá. Không một tỷ vết. Vâng, không một tỷ vết. Đấy, phía sau này thì chúng ta sẽ có cái lip cản phía dưới thì họ sơn màu ghi sáng tạo điểm nhấn cho cái phần ngoại thất của xe, có cảm biến cảnh báo va chạm và có bộ kép thể thao. Và em Việt quay lướt qua cái phần gầm một chút này. Đây các bác nhìn cho em này. Đấy, bồ nó còn sáng choang như này. Đấy, gầm không tí han mục luôn nhá. Đấy, xe cực đẹp, cực chất luôn. Cái bản này thì các bác thấy là được trang bị động cơ máy 9.6 nhưng mà vẫn đảm bảo cái sức mạnh của động cơ vì đây là động cơ turbo. Đấy, nhưng nó sẽ lại mang tới chúng ta với một cái khả năng vận hành tiết kiệm nhiên liệu hơn so với cái bản 2.0. Đúng không ạ? Anh chị nhìn cho em này. Đấy, các chi tiết ngoại thất của xe nhé. Không chê được. Con này là mới về thì cũng hơi bụi bụi một chút thì mong các bác thông cảm. Đấy, đương nhiên là với chiếc xe này thì chúng ta còn có cốp đóng mở điện đằng sau này. Đó, khoang cốp thì cực kỳ rộng để các bác chúng ta có thể là tha hồ để đồ vali hành lý chuyến đi của mình. Đấy, độ zin thì các anh chị chúng ta có thể là kiểm tra cho em những cái vệt đinh tán ở cái khu vực máng nước của nó này. Từng con ốc cốp này. Đấy. Đây các bác nhìn cho em bên này nữa nhỉ. Được chưa ạ? Nguyên zin nguyên bản. Ở đây chúng ta có một cái để mà kéo ra thì chúng ta có thể để nó chia làm hai tầng cái khoang cốp này nhá. Đấy, cái này là chúng ta đang có cái lót nhựa này, bỏ ra thì gần như mới tinh luôn. Và phía dưới này là lốp dự phòng, đồ đạc kích thay thế này cũng còn nguyên bản. Quan trọng là các anh chị nhìn cho em tôn sắt xi của nó. Nó không có vết han mục luôn nhé. Đây. Cực kỳ ok. Đấy, phía sau này chúng ta có cổng cắm sạc 12V nữa này. Đấy, cửa sổ trời toàn cảnh panorama. Vâng, một chiếc xe phải nói là không chỉ đẹp về ngoại thất mà kể cả phần nội thất một chút nữa chúng ta sẽ khám phá nó. Và chúng ta sẽ thấy nó được trang bị với rất là nhiều tính năng và công nghệ. Đấy, cốp đóng rất êm ái và nhẹ nhàng. Quá yêu luôn. Vâng, vậy thì tiếp tục chúng ta có thể là cùng em quan sát tiếp theo với ngoại thất của chiếc Hyundai Tucson này nhé. Thì đặc biệt là chiếc xe này thì ở cái đời này thì các bác thấy là nó được trang bị với một cái bộ la răng phay xoáy. Kích thước của nó lên tới 19 inch. Đấy, rất đẹp, 4 phanh đĩa đều hỗ trợ ABS. Được chưa ạ? Đấy, tay lắm cửa, mạ chrome và tích hợp cảm biến khóa mở ở hai cửa trước nhá. Đây, các chị nhìn cho em này. Đấy, khi mà nhìn ngang phải nói là cái form xe nó vẫn đẹp, đúng không ạ? Xi nhan tích hợp trên gương. Đấy, con này của em thì nó lăn bánh chuẩn zin là 9 vạn không tua nhá. Đây, các bác nhìn cho em này. Đấy, kể cả cụ phanh trắng phau luôn. Lốp láp thì chủ cũ là vừa thay cho chúng ta một dàn lốp này, gai còn khá là dày. Đấy, máy đang nổ nhưng mà các bác có thể thấy là cái động cơ turbo của nó thì nổ cực kỳ là êm, cực kỳ là êm. Tiếp tục về cái phần đầu xe này thì các bác có thể thấy ở thế hệ này thì chiếc Tucson cũng có một cái diện mạo thiết kế rất đẹp mắt, mặt cảng ca lăng với những thanh nan chrome. Hệ thống đèn pha thì với chiếc xe này được trang bị tới hai bóng đèn bi siêu sáng kết hợp với giải đèn LED định vị ban ngày kéo dài dọc theo nắp capo này. Và các bác nhìn một chiếc xe không đâm đụng va chạm, các bác nhìn về những đường gioăng của nó này. Rất liền lạc. Đấy, những đường mép này. Có rửa đèn pha nhá. Và phần đèn gầm phía dưới thì các bác có thấy là còn được trang bị cái đèn LED định vị ban ngày ở phía dưới nữa này. Đó, và một cái form dáng ngoại hình thiết kế rất đẹp mắt của chiếc Hyundai Tucson này. Đây, các anh chị nhìn về. Không một tỷ vết luôn nhá.
quá yêu luôn này. Đấy, những đường mép của nó này. Đó, form dáng thiết kế rất đẹp. Và đây các anh chị nhìn cụm phanh của nó này. Và không chê được đúng không ạ? Không chê được. Vâng, vậy thì đó là cái tổng thể về ngoại thất của chiếc Hyundai Tucson 2017 bản 1.6 turbo nhá. Và bây giờ thì em Việt sẽ tiếp tục quay cho các anh chị ta với phần nội thất trước khi quý anh chị ta cùng em kiểm tra từ khoang động cơ để đánh giá độ zin nguyên bản của xe. Vâng, không chỉ có một cái ngoại hình bắt mắt thì các bác có thể thấy là phần nội thất bên trong của chiếc Hyundai Tucson cũng có một cái thiết kế rất hiện đại. Và đặc biệt là so với những đối thủ cùng phân khúc thì chiếc xe này được trang bị cho các anh ta với rất là nhiều tính năng và công nghệ cùng đời. Đầu tiên thì các anh chị có thể thấy là vô lăng thiết kế ba chấu này, có nghe thoại rảnh tay, tắt âm. Bên này các anh chị ta có tính năng ga tự động cruise control nhá. Đấy, từ cái khóe vô lăng các bác nhìn nó không bị mòn quá nhiều này. Đấy, xe chạy chuẩn 9/2 không tua. Ở đây các anh chị ta có một cái màn hình nhá. Cái này tích hợp sẵn cho các anh chị ta dẫn đường này, cũng như là có cam lùi. Đấy, ngoài ra thì đây các bác có thể thấy là xe được trang bị cho các anh chị ta cả đề nổ start top này. Hệ thống điều hòa của nó thì được trang bị là hai vùng độc lập. Đấy, các chi tiết nhựa các bác có thể thấy là theo thời gian nhưng mà nó còn cực kỳ đẹp. Đấy, củ số bọc da này, chúng ta cũng có cho em đó là phanh tay điện tử, chế độ auto hold, 3 chế độ lái, hỗ trợ đổ đèo và cảm biến cảnh báo va chạm phía trước phía sau. Đấy, trần nỉ kem nguyên zin nguyên bản. Đấy, và cửa sổ trời toàn cảnh panorama. Ghế da zin, đây là bên phụ này, các bác nhìn với em này. Đấy, nó cũng còn rất mới nhá, gần như là chủ cũ người ta đi một mình thôi. Thì các bác thấy cái ghế phụ của nó còn đẹp và căng phồng như này luôn này. Từ cái má ghế này. Đấy, xuất hiện rất ít vết nhăn. Còn ghế lái thì đây. Đấy, ghế lái của nó thì đây các bác nhìn cho em này. Đấy, nó sẽ hơi nhăn một chút xíu, cái này là quay thực tế nhá. Đấy, có như nào thì em quay như thế, nhưng các anh chị nhìn ra cái ma ghế. Đấy, xe chạy 9 vạn rồi. Đấy, cái này thì xử lý rất là đơn giản. Ngoài ra thì chiếc xe nó sẽ được trang bị cho các anh ta với hai ghế trước điều chỉnh điện nhá, hai ghế trước điều chỉnh điện. Đấy, chúng ta sẽ có cân bằng từ chống trơn trượt này. Đấy, cốp đóng mở điện, các chi tiết nhựa các bác nhìn giữ rất là sạch đẹp. Quan trọng là cái chi tiết bản lề đây. Đấy, các bác thấy là nguyên zin nguyên bản, không vết vặn nhá. Nguyên zin nguyên bản. Tapi cửa thì đây. Cũng hai tông màu, được chưa ạ? Kem và đen. Đấy, tay lắm cửa thì sơn màu ghi xám này. Xe được trang bị một kính auto, gương chỉnh điện và có gập gương. Bên này thì các bác chúng ta có cho em là các chi tiết bản lề cửa của nó này. Đấy, các chốt khóa này, tất cả các chi tiết tem mác, được chưa ạ? Vậy thì với cái hàng ghế thứ hai thì các bác có thể thấy là chiếc xe này nó còn mang tới chúng ta với một không gian hàng ghế sau khá là rộng rãi, có cửa gió điều hòa cho hàng ghế thứ hai. Đấy, ghế phía sau này. Đấy, như em nói là chủ gần như là đi một mình thôi. Đấy, nên là cái ghế lái của nó hơi nhăn nhăn một chút xíu, chứ còn ghế sau và ghế phụ thì các bác thấy là gần như mới tinh luôn. Đấy, bậc tí tay để cốc này, nếu không thích chúng ta thì gập phẳng lên. Đấy, ghế da zin nguyên bản, các anh chị nhìn cho em nó còn mới chưa ạ? Rất mới nhá. Đấy, cái tựa lưng ghế này, cái túi này. Đấy, nó không bị nhăn mà hay là bị nhão này. Quá đẹp luôn. Và nội thất như này thì các bác thể thấy là 2017 mà giữ được như này thì gọi là đẹp xuất sắc luôn. Đó, các chi tiết các anh chị nhìn cho em, tam lô tapi của nó đây. Đấy, keo chỉ cam kết zin nhá. Vâng, keo chỉ cam kết zin cho các bác để các anh chị ta có thể là hoàn toàn yên tâm này. Đấy, rất đẹp luôn. Ghế này, má ghế này. Đó. Nội thất căng đét. Được chưa ạ? Đây, quay tiếp cho các bác này, tapi gần như không tì vết luôn. Giữ rất cẩn thận các bạn. Đấy, các chi tiết bản lề của nó đây này. Đấy, tab lô của nó đây. Đấy, ghế phụ các bác nhìn này. Ghế chỉnh điện nhá. Cái má ghế của nó không bị nhăn quá nhiều này, kể cả mặt ghế này. À, rất ok, được chưa ạ? Và bây giờ đó là cái phần nội thất và ngoại thất của chiếc Tucson. Còn bây giờ thì em Việt sẽ quay tiếp cho các anh chúng ta với khoang động cơ nhé, để chúng ta đánh giá cái tình trạng chiếc xe ra sao. Vâng, vậy thì tiếp theo với khoang động cơ của chiếc Hyundai Tucson thì các bác có thể thấy là phiên bản này được trang bị cho các anh chúng ta với khối động cơ máy là 1.6 turbo. Máy đang nổ nhưng mà các bác có thể thấy là tiếng động cơ của nó thì nghe cực kỳ êm luôn. Đấy, và cam kết cho các anh chúng ta là máy số zin nhé. Đây các anh chị nhìn cho em này, cái ốc cốp này. Đấy, các chi tiết đây các bác nhìn cho em, máy vẫn đang hoạt động này, chân máy này. Được chưa? Đấy, keo chỉ cột kèo zin đây nhá. Các bác nhìn này. Đó, máy nổ êm thin thít luôn. Ốc cabo này bên này cũng vậy này. Đấy, từ cái nỉ cách âm của nó vẫn còn nguyên bản này cho đến những cái chi tiết ở mép cabo nhá. Đấy, thì các bác chúng ta có thể yên tâm về chất lượng của chiếc Hyundai Tucson phiên bản cao cấp nhất này. Vâng, vậy thì trên đây là chất lượng chi tiết của mẫu Hyundai Tucson phiên bản 1.6 turbo 2017 mới cập bến tại showroom của em Việt. Và mức giá hiện tại em đang chào bán ra cho mẫu xe này với con số chỉ có 635 triệu và vẫn còn thương lượng được. Có nghĩa là chỉ hơn một chiếc Vios chút tiền thôi. Anh chị nào quan tâm thì các bác hãy trực tiếp nhấc máy và liên hệ cho em theo số hotline là 0947 598859 để có giá tốt nhất.
cũng như là để tư vấn về các thủ tục mua bán sang tên đối chủ với chiếc xe gầm cao 5 chỗ tuyệt đẹp này. Một lần nữa rất là cảm ơn các anh chị nhà mình đã cùng dành chút thời gian theo dõi. Chúc bác một ngày mới thật vui vẻ. Nhớ nút đăng ký kênh để cập nhật sản phẩm chất lượng mới về hàng ngày tại showroom Việt Xe Chất các anh chị nhà mình nhé.